Hãy ủng hộ kênh của KT bằng cách bấm vào nút subscribe, like và share, chia sẻ với gia đình và bạn bè. Đồng thời bấm vào cái chuông kế bên nút subscribe để nhận được tin nhắn mỗi khi mình có video mới. Hello, xin chào các bạn. Welcome các bạn đến với KT Food Stories. Hôm nay mình sẽ đưa các bạn đi chơi nha. Mình lái xe đến Las Vegas của tiểu bang Nevada các bạn. Lễ rồi cho nên là dẫn gia đình đi vòng vòng chơi. Và sẵn đây mình đưa các bạn đi vòng vòng chơi luôn ha. Mình đang ở trên con đường quốc lộ 15, tức gọi là Interstate 15 đó các bạn. Đi dọc dọc ở đây thì các bạn sẽ thấy rất là nhiều núi luôn á. Trời hôm nay phải nói là trong xanh đẹp dễ sợ luôn. Quá là đẹp luôn. Từ khu Bosa, Phước Lộc Thọ đó các bạn, lái xe đến Las Vegas thì khoảng 4 tiếng đồng hồ. Cũng gần, không có xa lắm. Las Vegas là một cái thành phố nằm trên, nó là nằm giống như trong sa mạc của Nevada, tiểu bang Nevada các bạn. Trên đường đi các bạn sẽ thấy nhiều núi đồi và cát. Hôm nay mình đi trời nó cũng đẹp, không mưa là được rồi các bạn. Mà ở đây các bạn thấy đường vắng, gọi là đồng không mong quạnh, tức là cái khu này nè, trên cái con đường tụi mình đi đến Las Vegas á, rất là vắng luôn á nha các bạn. Hai bên thì lâu lâu mới có chỗ để mà nghỉ ngơi dừng chân, chứ không phải là lúc nào cũng có cái trạm đổ xăng hết. Thì nếu như mà các bạn mà đi buổi tối á, thì rất là, mình thấy là cũng hồi hộp lắm á, không có thấy đèn đuốc gì đâu nha, hai bên không có đèn đuốc, chỉ là đèn từ xe, từ những chiếc xe chạy thôi. Nên mình khuyên á, nếu mà được thì mình đi ban ngày, bởi vì đi buổi tối thì cũng hồi hộp lắm. Xa xa mới có một cái chỗ nghỉ chân thôi. Ở đây cũng có cái outlet mall nè. What on earth is that? So beautiful. Đẹp dễ sợ luôn á. Bên kia là hồ nước nhưng mà mình không có thấy đâu. Nó hơi too much beautiful. Hơi xa. Khúc này đẹp dễ sợ luôn á. Ở ngoài nhìn đẹp lắm. Xuống cái đồi giống như là thung lũng gì đó. Bây giờ tụi mình lại gần tới Las Vegas, vừa vô trong cái gọi là địa bàn của Las Vegas đó các bạn. Welcome to Las Vegas các bạn ơi. Mình tới Las Vegas rồi đây. We're chuẩn bị. Yeah. Mình chuẩn bị vô trong vô exit để vô trong cái khu strip nha. Bây giờ mình đang ở dưới đường hầm gọi là tunnel rồi các bạn. Cái này chắc mới hay sao, mình lần đầu tiên mình đi con đường hầm này nè. Wow, nhìn mới tinh nè. Ánh sáng cuối đường hầm là đây. Tụi mình gần tới khách sạn các bạn ơi. Tới khu này thì các bạn sẽ nhìn thấy nhiều khách sạn hai bên đường này, trên con đường mình đi nè. Ở đây là bên trong của khách sạn Planet Hollywood đó các bạn. Là mình đi vô trong đây nè. Bây giờ đi lại tìm cái chỗ để mình check in. Bây giờ mình lại mình tự check in check out nha các bạn. Cái này cũng tiện các bạn lại check in và check out tự ngay chỗ kiosk này nè. Nó rất là nhanh. Các bạn ơi, thì mình tới khách sạn, mình ở trên lầu 23 luôn các bạn. Đây. Wow. Đây. Giờ mình chạy vô trước rồi nè. Mình quay một vòng cho các bạn xem cái khách sạn này là Planet Hollywood nha. Trong đây có cái tivi, nhìn cũng rất là đẹp nha. Cái này khách sạn này là 4 sao á các bạn. Mình mướn khách sạn này là 95 đô một đêm, không có trả tiền chỗ đầu xe nha. Đó. Cái này cũng có một chút view, tức là mình nhìn ra được cái phố. Còn ở đây, vừa bước vô là bên tay trái là phòng tắm nè. Nhìn rất là sạch sẽ. Phòng vệ sinh thì riêng. Và có chỗ này. Phòng tắm đứng nữa nè.
cũng rộng lắm nha các bạn. Ngoài Bellagio á, người ta có cái show này gọi là show nước á các bạn. Nếu mà mình quay gần thì sẽ nghe hay hơn nữa, bởi vì có tiếng nhạc nữa. Để một lát mình sẽ đi quay cho các bạn xem nó gần hơn như thế nào ha. Yeah, but what is the Eiffel Tower doing here? Just like the Statue of Liberty is in. Các bạn ơi, sau khi tổng vệ sinh cá nhân thì tụi mình bây giờ trên đường đi đến cái khu gọi là Spring Mountain. Con đường này là gọi là Spring Mountain nè các bạn. Tụi mình đang trên đường tới nhà hàng mà mình muốn đưa các bạn đi ăn cái nhà hàng này. Nhìn nó như thế nào và rất là nổi tiếng. Hello, xin chào các bạn. Welcome các bạn đến với KT Food Stories. Bây giờ ai cũng đói bụng hết rồi. Mình đi đến cái con đường này gọi là Mountain Spring Mountain. Tức là cách 5 dặm từ khách sạn của mình ở cái khu strip á các bạn. Đi đến đây là khoảng 5 miles, tức là 5 dặm á, khoảng 15 phút lái xe nếu tùy theo kẹt xe hay không. Thì trên con đường này là cái khu này là châu Á, Việt Nam nè, có người Hoa, Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật rất là đông luôn. Mình sẽ tranh thủ quay cho các bạn xem về cái con đường này vào buổi sáng nha, để cho dễ thấy. Bây giờ mình sẽ chia sẻ các bạn cái nhà hàng này mình tới ăn. Ngày đầu tiên mình tới Las Vegas mình ăn cái gì. Bởi vì nhà hàng này rất là nổi tiếng, rất là ngon luôn. Bây giờ mình quay cho các bạn xem nha. Mình cho các bạn xem một vòng trong cái khu này. Đó, trong khu này trên cái con đường này đó, cái đường ở ngoài đó gọi là Spring Mountain đó các bạn. Rất là đông luôn. Nhiều người châu Á ở đây lắm nè. Các bạn muốn ăn phở, ăn gì cũng có. Barbecue, all you can eat. Ăn bao bụng, cái món gì cũng có trong đây hết. Thì cái nhà hàng mình đi ăn hôm nay tên là Asian Barbecue and Noodle. Cũng gọi tiếng Việt gọi là Tùng Ký. Mình sẽ để cái địa chỉ trên màn hình này, trên phần description và phần comment luôn nha. Nè các bạn nhìn thấy là 2011 Top 100 Local Favorite nè. Đó. Có số phone nữa nè các bạn, 702-202-3636. Bây giờ mình vào trong nha. Cái nhà hàng nhỏ lắm nha. Mình tới đây là đúng 5 giờ rưỡi, nhưng mà 5 rưỡi ở bên đây nó tối hù rồi các bạn ơi, 5 rưỡi chiều á, rất là tối hù à. Hên lắm, mình đi giờ này thì không có cần phải đợi, nhưng mà nếu mà bạn đi buổi tối khoảng 6 bây giờ đi, thì nghe nói là đợi rất là lâu, hay là đi buổi trưa đó, cho nên là mình tranh thủ mình đi giờ này để không cần phải đợi nè. Vô là có bàn, có chỗ ngồi liền luôn. Bây giờ mình quay cái menu cho các bạn xem nha. Wow. Cái đó là cái nồi súp mà các bạn nhớ tới đây là cash only á. Wow. Mấy cái món đồ lòng nhìn hấp dẫn quá. Có bán chả cá viên và chả cá cà ri nữa các bạn. Và có bán lòng heo nữa. Tới giờ này thì người ta đã bán hết sạch mấy cái món ở phía trước này rồi. Ôi, nhìn thấy hấp dẫn chưa? Vịt quay mà sạch lắm nha, có cái tủ kiến đàng hoàng ở phía sau nữa kìa. Vịt quay, heo quay. Đây các bạn, bây giờ người ta vô sau mình có 15 phút thôi là đứng đợi như vậy đó. Ồ, đây là cái địa chỉ của người ta và số phone nè các bạn. Menu của người ta nè. Đó. Giá cả phải chăng cho nên là mình thấy nó đông là như vậy á các bạn. Đó. Anh ơi.
rêu vịt quay, heo quay, xá xíu, mì, cơm với lại mì xào giòn. Kêu mấy cái món này nghe nói ở đây ngon cho nên mình kêu thử. Đây, đây là món ruột heo nè, phá lấu nè, người ta nói ngon lắm cho nên mình phải order để coi ngon cỡ nào nha. Còn đây là món heo quay, xá xíu với lại cơm. Đồ ăn ra nhanh lắm nha các bạn. Cái món này nè, đem ra trong vòng có tích tắc có mấy phút là ra rồi. Cái tô mì này với lại cái vịt quay này là 12 đồng 99 á. Còn cái này là 14 đồng 99 nè các bạn. Còn cái thú linh thì mình không nhớ giá là bao nhiêu, để lát mình hỏi nha. Thưa các bạn, đây là dĩa thú linh. Bây giờ mình ăn thử xem nó ngon như thế nào nha. Đây, mời các bạn nha. Rất là mềm luôn. Không mặn nha, nó hơi lạc lạc. Người ta có cái nước sốt trong đây nè, người ta hầm rất là mềm luôn. Có vị của nước tương. Và thảo quả người ta bỏ vô người ta hầm chung. Mềm ăn được á kìa, ngon lắm, ngon thử. Còn cái này là mì, mình gọi mì cộng lớn. Cái này người ta làm ngọt ngay à, ngon. Không có cần nêm thêm luôn, nước này không cần nêm thêm. Cộng mì này cộng mì to, ăn cũng rất là ngon nha, thơm. Cái mì này ăn thơm lắm. Thank you. Cái này phải bỏ ớt sa tế vô mới ngon. Đây, người ta mới đem cái dĩa mì xào giòn to đùng luôn các bạn ơi. Dĩa mì xào giòn này là 12 đồng 99, hải sản rất là nhiều, nhiều lắm. Coi cái mặt của mình nè, bằng 1/3 của cái dĩa này thôi. Quá là nhiều luôn. Không, không có cay nè con em đi. Cái nước lèo ngon, ngọt đó các bạn. Cái kiểu người ta nấu kiểu là của Hồng Kông. Bạn nghe cái độ giòn của cái da heo quay không? Giòn lụm luôn. Heo quay rất là ngon, heo quay quay ngon quá, thơm. Heo quay ngon. Cái thú linh này mà ăn với lại đồ chua này là ngon. Nhiều quá cay, nó mặn. Cái này gọi là mì vịt quay nha các bạn. Vịt quay ngon. Vịt quay mình thích cái là nó mềm, cái da giòn rụm luôn. Mà cái béo, mà cái vị vừa ăn các bạn ơi, cái vị ngon, thơm. Mình có cái vịt quay đây ghê, ngon. Thank you.
Adam and Cordy have a beautiful life. Bình thường mình ăn cái vịt quay á, cái da nó không có giòn. Mà vịt quay ở đây da giòn ngon ghê lắm, mà cái vị ăn vừa ngon quá. Căng thử cái vịt quay ngon lắm mà căng. Cái nước sốt của vịt quay ngon. Cái mềm. Cái thịt nó mềm đã lắm. Mà khi mà bạn tới đây á là người ta cash only là tiền mặt thôi, ta không lấy thẻ. Còn phục vụ á, bạn đừng có nghĩ là mong có expect nó phục vụ phải là xuất sắc, tốt, không có. Nhưng mà cái tiệm này ở trên Yelp review cao lắm nha, 4 sao luôn á. Cái này mà có ớt chua ăn ngon. Ta không có. Giờ ăn tới cái mì xào giòn. Cái này là mì, người ta dùng sợi mì nhỏ, thịt nhỏ, nhuyễn thịt nhuyễn luôn. Cái này là mì xào hải sản nè, với chả cá, tôm và mực. Mực nè. Mà các bạn nha. Đối với mình khẩu vị như của mình á là cái mì nó chín sót lạc quá. Chấm nước tương. Cho ớt vào đây. Cái mì người ta xào rất là, người ta làm xào giòn ngon, cái sốt ngon. Có điều á, nó hơi lạc. Phải chấm thêm nước tương mới được. Có ăn bụng mà ăn nhiều. Hồi nãy sao ăn cơm, hồi nãy ăn bụng nhiều. Nãy ba người đói bụng quá chừng luôn. Cũng may ở đây người ta làm đàn ra nhanh dễ sợ luôn á. Cái bàn này chật lắm, nó có chút xíu à. Phải ráng nhét cái máy quay vô. Cuốn lên này ăn cũng ngon ghê. Wow, nguyên dĩa này nó cũng hết luôn các bạn.
cái da hai quay nhìn không có đẹp đâu. Ở ngoài á nó nâu nâu, giống như nhìn giống như bị cháy vậy đó. Nhưng mà thật ra nó giòn rồi mà ngon. Ngon quá các bạn ơi. Nói như vậy á, bây giờ về khách sạn ngủ một giấc cho tới sáng luôn. Các bạn ơi, đây là cái bill tiền, tính tiền. Thì cái dĩa này nè, cái dĩa thú linh nè các bạn, 4.50 đồng. Cái mì á, cái tô mì của mình với là dịch quay á, là 9.99 đồng. À, cái cơm mà hai món á, có heo quay với lại xá xíu là 10.99 đồng, và mì xào giòn hải sản là 12.99 đồng. Tổng cộng là tiền thuế luôn là 41.64 đồng. Và các bạn nên nhớ là tới đây là mình trả bằng tiền mặt nha, tiền người ta không nhận thẻ đó. Ăn nhiều món gì mà 41.64 đồng mình thấy cũng rẻ các bạn. Video cũng đã dài các bạn ơi, mình xin tạm dừng ở đây. Tết đến, mình chúc các bạn gia đình vui vẻ, ấm cúng, hạnh phúc nha. Thank you for watching. Bye bye, see you next time. Mình cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ mình trong những thời gian qua. Mình chúc các bạn một ngày vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Nếu các bạn thích video này mà chưa có subscribe kênh của mình, xin hãy bấm nút subscribe.